Vào rạng sáng ngày 19 tháng 9, tại vòng 6 La Liga, trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra khi Real Madrid có chuyến hành quân đến Civitas Metropolitano để có cuộc thư hùng với các hàng xóm Atletico Madrid. Với chiếc phong độ thuyết phục từ đầu giải đến giờ, người hâm mộ kèn kèn trắng đang hy vọng đội nhà sẽ giành thêm một chiến thắng ngọt ngào nữa trong trận derby, đồng thời loại đi kẻ ngáng đường khó chịu trên con đường bảo vệ ngai vàng tại La Liga. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi Atletico Madrid lúc này không còn đường lùi. Cộng thêm lợi thế được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân Diego Simeone vẫn sẽ chiến đấu hết mình để tiếp tục nuôi hy vọng giành lại ngôi vương đã bị chính Real lấy đi. Vậy đội bóng nào sẽ ca khúc khải hoàn sau trận derby thành Madrid nảy lửa giữa hai nhà vô địch La Liga gần nhất? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhận định một chút cuộc thư hùng đầy duyên nợ này trên giờ bóng lăn các bạn nhé. Không ngoa khi nói rằng Real Madrid đây là đội bóng đáng xem nhất châu Âu thời điểm này. Minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định trên là việc kèn kèn trắng hiện vẫn đang là câu lạc bộ duy nhất duy trì thành tích toàn thắng trên mọi đấu trường từ đến lúc này. Chiến thắng 2-0 trước RB Leipzig bằng hai bàn thắng ở những phút cuối trận của Van Verde và Asensio giúp Real Madrid tiếp tục thu về 3 điểm, có đó xây chắc ngôi đầu bảng F tại Champions League với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Đáng sợ hơn, Los Blancos đang đạt hiệu số bàn thắng, bàn bại khủng nhất ở đấu trường giành giá lục địa già, với 5 lần chọc thủng lưới đối thủ và chưa để thua bất kỳ một bàn nào. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho thấy tài dụng quân của mình ở đẳng cấp cao như thế nào khi trong hai chiến thắng của Real tại C1, chiến lược gia người Italia đã sử dụng hai cặp trung vệ khác nhau. Trong chiến thắng 3-0 trước Celtic ngày ra quân, David Alaba cùng Eder Militao vẫn là sự lựa chọn số 1 ở trung tâm hàng phòng ngự. Nhưng sang đến cuộc đối đầu với Leipzig, Ancelotti đã sử dụng tân binh Rudiger đá cặp với Nacho, và tất cả đều thu về dấu hiệu tích cực khi khung thành của Thibaut Courtois được bảo toàn nguyên vẹn trong cả hai trận đấu đó. Còn tại La Liga, mọi thứ còn tươi đẹp hơn đối với các Madridista. Trải qua 5 vòng đấu, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn đang chiếm trệ ở vị trí số 1 quen thuộc với thành tích là 5 trận toàn thắng. Với 15 điểm có được, họ đang tạo ra khoảng cách 2 điểm so với đại kình địch Barcelona, cũng đang là câu lạc bộ bám đuổi Real sát sao nhất trên bảng xếp hạng. Sự chắc chắn ở tuyến phòng thủ vẫn đang là điểm tựa vững chắc giúp kèn kèn trắng bay cao. Tại giải quốc nội, có vẻ Carlo Ancelotti lựa chọn sự an toàn để đua đường dài khi ông tin dùng cặp đôi Alaba Militao nhiều hơn, nhưng vẫn không quên xoay tua khi Rudiger và Nacho vẫn được tạo cơ hội ra sân, nhất là khi Militao vừa gặp phải chấn thương. Có thể nói rằng sức mạnh tuyệt đối mà Real Madrid vẫn đang nắm giữ ở mùa giải năm nay có sự góp mặt rất lớn từ hệ thống phòng thủ mà Ancelotti đang nắm trong tay. Trên hàng tiền vệ, có vẻ như sự ra đi của Casemiro không gây quá nhiều ảnh hưởng đến với Real Madrid như người hâm mộ đã từng nghĩ và lo ngại. Lý do là bởi Toni Kroos và Luka Modric đã có cho mình người bạn mới cũng cực kỳ chắc chắn và đáng tin cậy. Đó chính là viên ngọc sáng giá Aurelien Tchouameni. Tân binh sinh năm 2000 này đã có tên trong đội hình xuất phát của Real 6 trên 7 trận ở mọi đấu trường. Lối đá máu lửa nhưng cũng rất hiện đại. Tchouameni cho thấy Real sáng suốt như thế nào khi mà anh về Santiago Bernabeu, thay thế trực tiếp Casemiro, đồng thời đẩy Eduardo Camavinga lên băng ghế dự bị. Có thể nói chủ tịch Perez giờ đây đã lọc lõi hơn rất nhiều trong việc mua bán cầu thủ. Ông đã không còn chạy theo lợi nhuận và mang về những món hàng xa hoa nữa. Kế hoạch xây dựng Galacticos phiên bản 3.0 đầy trẻ trung và nhiệt huyết xem ra vẫn đang thực hiện khá trơn tru. Nhưng vấn đề của Real trong trận derby thành Madrid sắp tới đây lại nằm ở hàng tấn công. Trong chiến thắng 3-0 trước Celtic tại Champions League, Los Blancos đã phải đánh đổi một cái giá rất đắt khi tiền đạo chủ lực là Karim Benzema gặp chấn thương ở gân bánh trẻ và căng cứng cơ đùi phải. Ngoài hai chấn thương kể trên, đội ngũ y tế còn phát hiện Karim Benzema còn bị đau ở sụn chêm cùng chân. Với tình trạng như vậy, mèo lười chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài nghỉ ngơi ít nhất đến hết tháng 9. Hiện nay Real Madrid dựa nhiều vào tiền đạo Vinicius, nhưng ngôi sao người Brazil này phải có đối tác ăn ý Benzema trên hàng công mới thực sự tỏa sáng. Trong khi người thay thế là Eden Hazard, dù gây ấn tượng mạnh giúp Real Madrid hạ Celtic với 3 bàn thắng ghi trong hiệp 2, lại thường xuyên không đạt thể trạng tốt, lại thường bị chấn thương. Tuy vậy đây vẫn là cơ hội ngàn vàng để siêu sao người Bỉ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ của Real Madrid. Về phía Atletico Madrid, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone thi đấu khá phập phù từ đầu giải đến giờ. Tại La Liga, họ thậm chí còn bị bật bãi khỏi top 6 khi chỉ kiếm về 10 điểm sau 3 trận đã đấu. Cái chuỗi phong độ thất thường đó của Atletico được thể hiện ngay ở 4 vòng đấu đầu tiên. Los Rojiblancos thắng giòn giã 3-0 ngay trên sân của Getafe trong trận mở màn. Thế rồi lại dễ dàng để Villarreal đả bại 2-0 tại sân nhà Metropolitano của mình. Kể đến bàn thắng duy nhất của Antoine Griezmann giúp Atletico Madrid tìm lại cảm giác chiến thắng cho Valencia. Nhưng rồi ngay sau đấy lại là một trận hòa bạc nhược trước Real Sociedad. Có vẻ như Diego Simeone vẫn chưa tìm ra được sự ổn định cho đội bóng khi ở mùa giải năm nay
ông thầy người Argentina đã quyết định từ bỏ sơ đồ 4-4-2, phòng ngự phản công để làm nên thương hiệu, để chuyển sang xoay tua giữa hai đội hình 3-1-4-2 và 5-3-2. Chính vì chưa quen với sự thay đổi này, các thủ Atletico vẫn đang tỏ ra khá lung túng. Thứ ổn định duy nhất của đội đỏ thành Madrid cho đến lúc này có lẽ là việc Simeone biến Antoine Griezmann trở thành siêu dự bị với chỉ 29 phút ra sân ở mỗi trận đấu để chơi Barca một vố đau. Đầu đuôi câu chuyện nằm ở việc Atletico Madrid vì muốn có được Antoine Griezmann miễn phí vào cuối mùa thay vì kích hoạt điều khoản mua đất với giá 40 triệu euro từ Barcelona nếu để ngôi sao người Pháp thi đấu 50% số trận, ra sân ít nhất 45 phút trong hai mùa chờ mượn. Mùa trước, Diego Simeone sử dụng Antoine Griezmann khoảng 81% số trận thi đấu, ra sân ít nhất 45 phút. Vì vậy ở mùa này, chiến lược gia người Argentina phải hạn chế số phút thi đấu nhằm đạt được mục đích sở hữu chân sút này miễn phí trong mùa hè 2023 sau khi hết thời hạn cho mượn từ câu lạc bộ Barcelona. Do đó trong cả 7 trận đấu đầu mùa, Antoine Griezmann thi đấu đến nay đều chỉ được vào sân từ bàn ghế dự bị và có số phút thi đấu trên sân cao nhất là 29 phút. Các số trận còn lại của La Liga có số phút từ 26 đến 28 phút. Chớ trêu thay, chính ngôi sao người Pháp lại đang là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất cho Atletico từ đầu mùa. Cơ mà vì phải lo làm kinh tế, cho nên dù rất muốn sử dụng Griezmann ngay từ đầu, nhưng Simeone vẫn đành cất anh trên bàn ghế dự bị và tung ra sân vào đúng giờ hoàng đạo. Chính vì lý do đó lại càng khiến cho phong độ của Atletico Madrid trở nên thất thường. Và sự thiếu ổn định ấy còn được nửa đỏ trắng thành Madrid kéo sang tận cả Champions League. Sau chiến thắng 2-1 trước Porto ngày ra quân, thì mới đây nhất, đại diện đến từ Tây Ban Nha đã bị Bayer Leverkusen hạ đo ván với tỷ số 2-0. Có đó bị chính đối thủ vượt mặt và đẩy xuống vị trí thứ 3 tại bảng B. Nên nhớ rằng đây được xem là bảng đấu không quá mạnh, thế nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự bất ngờ. Điển hình như việc đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, Club Brugge đang hiên ngang đứng đầu với 6 điểm tối đa sau 2 trận. Còn đứng viên Porto thì lại đội sổ khi chưa có nổi dù chỉ 1 điểm. Atletico Madrid không thể chủ quan và trận thua tai hại trước Bayer Leverkusen đã gây ảnh hưởng tâm lý tương đối nặng đối với đoàn quân của Diego Simeone, nhất là khi trận derby thành Madrid đang cận kề. Cả hai đội bóng thành Madrid đều đã gặp tổn thất lực lượng trước thềm cuộc thường. Huấn luyện viên Simeone đang đối mặt với những mất mát lớn ở hàng phòng ngự khi những cầu thủ tốt nhất của ông như là Savic, Jimenez hay tân binh Regulon đều dính chấn thương, trong khi thủ thành Oblak vẫn chưa chắc ra sân ở trận đấu này. Chính vì lẽ đó, cho nên khả năng cao chiến lược gia Argentina sử dụng sơ đồ 3-1-4-2 thay vì an toàn chọn 5-3-2. Khá chắc rằng khi đối đầu với những đội bóng đang có phong độ cao như Real Madrid, Simeone sẽ hướng về lối chơi phòng ngự thật chặt với số lượng lớn nhân sự bên phần sân nhà để đợi cơ hội tung đòn phản công kết liễu. Thế nhưng cơn bão chấn thương đã lấy đi gần hết những cái tên chất lượng nhất ở hàng thủ Los Rossi Blancos, cho nên Diego Simeone bị rơi vào hoàn cảnh không còn lựa chọn. Hermoso, Vizel, Mondava sẽ là ba cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ. Hai cánh được chấn giữ bởi Lucero và Carrasco. Còn Dogbia, Depo, Lerma đảm nhận khu vực giữa sân. Còn nhiệm vụ ghi bàn sẽ được giao cho Correa và Morata. Tất nhiên rồi, Griezmann vẫn luôn là trạng thái sẵn sàng được tung vào sân từ phút 61 để tạo đột biến. Còn Villarreal thì vì không có sự phục vụ của chủ lực Karim Benzema, cho nên Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Eden Hazard. Đây là cơ hội không thể tốt hơn giúp cựu sao Chelsea lấy lại phong độ và cảm giác chơi bóng đặc cấp của mình. Vinicius cùng Van Wagner khả năng cao sẽ song hành cùng với Hazard trên hàng công của kênh kèn trắng. Tuyến tiền vệ vẫn sẽ là ba cái tên quen thuộc, Tchouameni đã mỏ neo cùng Toni Kroos và Luka Modric. Vì Eder Militao cũng không thể ra sân vì chấn thương, cho nên Alaba cùng Rudiger sẽ là hai sự lựa chọn tối ưu nhất cho vị trí trung vệ. Hợp với cánh phải và trái vẫn sẽ do Carvajal và Ferland Mendy đảm nhiệm. Với tư quan lực lượng cũng như phong độ hiện tại, thì dù cho Real có thiếu vắng Karim Benzema, thì đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với các hàng xóm ồn ào. Dẫu biết rằng vị trí thứ 7 và đang bị chính Real bỏ xa tới 5 điểm trên bảng xếp hạng. Một trận thua trước đối thủ trực tiếp sẽ khiến cho khả năng đòi lại chức vô địch La Liga mùa này của thầy trò Simeone gần như về con số 0. Nhưng mà với chuỗi trận phập phù từ đầu giải đến giờ, thật khó để người hâm mộ có thể tin Atletico Madrid có thể làm được điều gì đó khác biệt trước cỗ máy đang vào form và chạy rất trơn tru Real Madrid thời điểm này. Có lẽ cố gắng kiếm về một trận hòa là kết quả khả thi nhất mà Atletico Madrid thường đến. Thế là khi đội hình của họ đang bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão chân thường.